Xin chào mọi người, chào mừng. Đây là mô hình cố vấn công nghệ thông tin truyền thông số 13. Đó rõ ràng là YouTube miễn phí năm 2022. Sự cố vấn mà tôi đã thực hiện trên kênh YouTube của mình. Đây là một bài giảng được khuếch đại trên YouTube. Nó chỉ dành cho cộng đồng này và nó chuyên về chỉ số tương lai. Được rồi, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn nhắc nhở bạn, điều quan trọng là bạn đã trải qua những bài học và bài giảng tôi đã thực hiện trên kênh YouTube, bởi vì không có khuôn khổ hoặc nền tảng đó, điều này sẽ có cảm giác như nó không rõ ràng được chứ. Vì vậy, nếu bạn vẫn chưa làm điều đó, đừng phàn nàn về việc điều này không rõ ràng, vì nó hoàn toàn rõ ràng, dựa trên nền tảng và bài học và ví dụ đã được hiển thị rất chi tiết trên kênh YouTube miễn phí. Được rồi, với mô hình này, và bất cứ khi nào chúng tôi đề cập đến nó trong cộng đồng này, chúng tôi gọi nó là model 13. Vậy hôm nay là ngày 13, mô hình cuối cùng tôi sẽ chia sẻ với cộng đồng này là nền tảng mà bạn có thể sử dụng để chạy hoặc xây dựng mô hình độc đáo của riêng bạn với. Những ý tưởng này làm nền tảng. Nhưng logic của việc này là chúng ta đang tìm cách giao dịch trong cấu trúc thị trường ngày nay nhắm vào các mục tiêu ma trận tia PIDA đối lập. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta bị quan, chúng tôi đang tìm kiếm mức chiết khấu. Nếu chúng ta lạc quan, chúng tôi đang tìm kiếm mảng cao cấp. Cơ cấu. Chúng tôi sử dụng thời gian trong ngày. Bây giờ đây là cửa sổ cụ thể cho 4:17 a. 10 đến 10 giờ khu vực tiêu diệt New York. Và 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng giờ miền Đông cho các tính năng chỉ mục. Đó là phiên sáng chỉ mục tính năng phiên buổi sáng. Chúng tôi đang theo dõi biểu đồ từ 5 phút đến 1 phút sau khi tỷ lệ thanh khoản xảy ra và sự thay đổi ngắn hạn trong cấu trúc thị trường diễn ra. Bây giờ hãy chú ý rằng tôi đã cho nó rộng rãi phạm vi các thông số có thể được sử dụng, bởi vì ở đây tôi đã dạy bạn giá fractal. Tôi đã đưa ra cho họ một thông tin rất yếu tố thời gian và quy tắc ở đó. Vì vậy, nó có phần mặc dù đó là một mô hình rất tốt, nó bị hạn chế vì tôi đang đưa chúng vào biểu đồ 15 phút. Và sau đó họ phải thấy cấu trúc thị trường shift after B-side đã được đưa ra 15 phút hoặc 5 phút. Nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ khung. Bạn có thể sử dụng mô hình này trên biểu đồ hàng giờ. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ 30 phút. Bạn có thể sử dụng nó trên khung bất kỳ lúc nào bạn muốn nó được thực hiện trên biểu đồ 4 giờ. Được rồi, đừng nghĩ thế. Nó chỉ giới hạn ở những gì tôi đã trình bày trên YouTube. Mọi thứ đều là fractal, mọi thứ đều có thể mở rộng. Nhưng chúng tôi đang theo dõi lại, biểu đồ 5 phút xuống còn 1 phút sau tỷ lệ thanh khoản xảy ra và sự thay đổi ngắn hạn trong cấu trúc thị trường diễn ra. Thiết lập. Nếu chúng ta bi quan, chúng tôi tìm kiếm một cuộc đột kích thanh khoản từ hai phía. Điều đó có nghĩa là hai bên lấy và thanh lọc được rồi. Chúng tôi muốn thấy mức cao tương đối hoặc mức cao duy nhất được thực hiện. Hết rồi, được rồi. Giá nhanh chóng tăng vọt vào đó. Một khi nó đặt nó bên cạnh, thì chúng ta đang chờ xem sự thay đổi cấu trúc thị trường nhanh chóng dưới mức năm gần đây hoặc xuống mức thấp trong biểu đồ 1 phút. Đó là sự dịch chuyển. Nếu sự sụt giảm sau khi di chuyển hai lần bị thanh lọc và tạo ra sự dịch chuyển thấp hơn và có khoảng cách giá trị hợp lý, điều này thật lý tưởng. Nếu bullish, chúng tôi tìm kiếm tỷ lệ thanh khoản, sau đó nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu thị trường lên trên. Mức cao gần đây là 5 xuống còn 1 phút. Nếu được phục hồi sau khi thanh khoản bên tế bào bị thanh lọc, tạo ra sự dịch chuyển cao hơn và có khoảng cách giá trị hợp lý, điều này thật lý tưởng. Bây giờ trước khi tôi đi xa hơn, rõ ràng là cho kịch bản giảm giá và tăng giá bên trong cái chân dịch chuyển đó. Trong dòng chữ sau điểm dừng được đánh giá, sau đó chúng ta có sự thay đổi cấu trúc thị trường, tương ứng với các quy tắc ở đây. Lý tưởng nhất là khoảng cách giá trị hợp lý sẽ bằng hoặc cao hơn sự cân bằng cho gấu và ở mức hoặc dưới mức cân bằng đối với bò đực. Mục nhập. Nếu giảm giá, đặt lệnh giới hạn ô ở mức chiết khấu cao nhất, mức chênh lệch giá trị hợp lý trên biểu đồ từ 5 đến 1 phút được hình thành. Ý tôi là gì? Nếu bạn đang tìm kiếm một tế bào, khoảng cách giá trị hợp lý được hình thành bởi 3 ngọn nến. Ngọn nến thấp hơn tạo ra khoảng dưới cùng của khoảng cách giá trị hợp lý, đó là mức chiết khấu.
Vậy là bạn đang đặt một số lệnh giới hạn ở mức cao đó. Bây giờ bạn có thể thích nhảy nó và vượt lên trên nó. Nhưng cá nhân tôi, đây là những gì tôi đang làm. Tôi đang lấy nó ngay ở mức cao đó. Bởi vì nếu những cấu trúc ở đó và những ý tưởng ở đó và những câu chuyện đang diễn ra, tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã no, vì nó có thể chỉ mất một phần tư điểm. Và thế là xong. Và nếu tôi cao hơn nửa điểm so với giới hạn của mình, tôi đang thiếu nó. Đôi khi tôi được 1/4 điểm ở trên. Và mặc dù nó đã in nó không lấp đầy tôi và bỏ chạy. Điều đó xảy ra mọi người. Vì vậy, để đảm bảo bạn nhận được đầy đủ, đây là quy tắc được rồi. Bạn sẽ không bỏ lỡ giao dịch, nhưng nó cũng khiến bạn gặp nhiều rủi ro hơn. Bây giờ nó sẽ tạo ra hay phá vỡ một loại rủi ro. Tôi không tin như vậy. Bởi vì chúng ta đang ở trên rủi ro thì biểu đồ khung thời gian rất nhỏ. Vậy chúng ta đang nói về một phần tư điểm, có lẽ là nửa điểm. Đó là sự khác biệt. Nó sẽ không làm nên chuyện lớn. Nếu giao dịch tốt thì tốt. Mức dừng lỗ được đặt ở mức thấp nhất của mức cao nhất. Khoảng cách giá trị hợp lý được sử dụng để thiết lập. Tôi đang nói gì ở đây? Chúng tôi là gấu. Chúng tôi đang nhìn vào. Ngọn nến tạo ra phạm vi cao nhất. Khoảng cách giá trị nói cách là ngọn nến đầu tiên trong ba ngọn nến. Ngọn nến cao nhất tạo khung cho điểm cao nhất. Hoặc mức cao nhất của chênh lệch giá trị hợp lý khi chúng ta đang giảm giá. Chúng tôi đang sử dụng ngọn nến cao đó. Đó là điểm dừng lỗ. Được rồi, không một cái nào đánh dấu vào phía trên nó, không phải là một tay cầm đầy đủ ở trên nó, ngay trên cao. Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng rủi ro thấp nhất số mà bạn có thể sử dụng. Theo cách đó, nếu giao dịch tốt, bạn có mức tối đa về những gì bạn có thể làm ở mức thấp nhất về mặt rủi ro. Nếu tăng giá, đặt lệnh giới hạn đi ở mức thấp nhất của phí bảo hiểm mức chênh lệch giá trị hợp lý cao trên. Biểu đồ 5 xuống còn 1 phút. Khi tôi nói 5 xuống 1, nó có thể hình thành trên biểu đồ 5 phút, hoặc khoảng cách giá có thể tồn tại dưới dạng trên biểu đồ 4 phút, hoặc biểu đồ 3 phút, hoặc biểu đồ 2 phút, hoặc biểu đồ 1 phút, nhưng chúng ta đang đi xuống. Tùy theo cái nào từ phút thứ 5 trở xuống, tạo ra sự công bằng mà bạn có được đồng. Đó là người tôi đang làm việc cùng. Mức dừng lỗ được đặt ở mức cao nhất của mức giảm giá. Mức thấp của rủi phe bay được sử dụng để thiết lập. Rủi ro. Chúng tôi sử dụng 2% hoặc ít, tốt nhất là ít hơn. Mỗi lần thiết lập tổng vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch. Vì vậy, nếu tài khoản demo của bạn có 25.000 đô la Mỹ trong đó, bạn đang mạo hiểm 2% trong số 25. Ý tưởng tối đa là 1% hoặc 1/2%. Bởi vì những thiết lập này hình thành rất nhiều. Tần suất giao dịch có thể khiến bạn muốn say rượu và đi vào đó và làm nhiều với rất nhiều đòn bẩy và làm tổn thương chính mình. Vì bạn thường xuyên phải thiết lập, bạn có thể làm ít rủi ro hơn. Vậy theo cách đó, ngay cả khi tỷ lệ trúng của bạn thấp hơn 70% hoặc 60%, nếu chỉ là 50%, bạn vẫn có thể làm tốt theo thời gian và không cần phải có sự hoàn hảo. Đường giữa bị kéo xuống. Đó chính là logic mà tôi đã đưa ra cho mỗi mô hình. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng cùng mức độ cách tiếp cận tôi đã dạy bạn ở mỗi mô hình trước. Vì vậy, không có gì mới được yêu cầu ở đây. Và ý tôi là gì khi nói nếu bạn thực hiện một giao dịch mà bạn có rủi ro 2% và bạn dừng lại hoặc bạn mất toàn bộ 2%, giao dịch tiếp theo của bạn phải bằng một nửa đòn bẩy bạn đã sử dụng. Trong giao dịch mà bạn đã lỗ 2%, sau khi bạn kiếm lại 50% hoặc 1% vốn sở hữu, sau đó bạn có thể quay lại. Nhưng nếu bạn chịu thêm một khoản lỗ nữa trong giao dịch thứ hai, bạn đang rơi xuống với một nửa đòn bẩy của giao dịch thứ hai đó. Và bạn tiếp tục làm điều đó cho đến khi bạn có thể đi thấp hơn nữa, và bạn ở đó cho đến khi bạn có thể bù lại 50% số tiền lỗ trước đó. Theo cách đó, bạn đang tạo ra hiệu ứng ổn định, không phải tàu lượn siêu tốc lên rồi xuống, rút tiền xuống. Bạn đang thấy nó tăng giá trị vốn chủ, tăng vốn chủ sở hữu. Và nếu bạn bị thua lỗ, được rồi, đó là một sự mất, đó là tối đa trong cái đầu tiên, thì bạn có thể có một giao dịch thua lỗ khác. Nhưng nó sẽ ít hơn. Về lý thuyết là 2%, 1%, 0.5%, 1/4%, 1/4%, 1/4% cho đến khi rõ ràng là kiếm được 50% số tiền lỗ trước đó. Vì vậy, nó giúp bạn không bị kiệt sức. Phiên phần mềm được thiết lập. Chúng ta đã hoàn thành phiên buổi sáng. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang xem xét buổi chiều nếu giá giảm. Chúng tôi tìm kiếm một cuộc đột kích thanh khoản từ hai phía trên mức cao nhất của phiên sáng hoặc mức cao nhất trong giờ ăn trưa.
If the drop after buy sell liquidity is purged, creates displacement lower and has a fair value gap, this is ideal. Yes, that is a typo where it says buy sell liquidity in purge creates. And I'm going to have to deal with this. And you're going to deal with it too. So cope, okay? Take a dose of copium. And và chấp nhận sự thật rằng tôi không hoàn hảo. Imperfect, I'm human, tôi là con người và tôi sẽ phải. Hãy để lỗi đánh máy đó tồn tại. Tôi có thể sửa nó. Tôi có thể vào đó và sửa nó và trở thành anh hùng cho bạn, hoặc tôi có thể thực hiện liệu pháp và chỉ cần nói rằng bạn biết điều gì, nó sẽ không làm tổn thương ai cả. Bạn biết nó có nghĩa là gì. Bạn biết nó nên nói gì. Và tôi đang làm nhiều hơn mức tôi nên làm. Ha ha, nếu tăng giá. If bullish, chúng tôi tìm kiếm tỷ lệ thanh khoản phía tế bào và mức thấp nhất trong phiên sáng hoặc mức thấp trong giờ ăn trưa được rồi. Giờ ăn trưa thấp nhất là bao nhiêu? Khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ giờ địa phương New York. Nếu có một dao động thấp hoặc dao động cao, trong giờ đó, tôi đang xem cái đó bây giờ. Nếu nó tương đối, mức thấp hoặc mức tương đối cao được thực hiện vào buổi phiên trước khi đi vào bữa trưa vào buổi trưa, tôi sẽ thực sự quan tâm đến những người được gắn thẻ, không chỉ là giờ ăn trưa cao hay thấp được thôi. Vì vậy, có quyền ưu tiên được thiết lập trên phiên họp buổi sáng. Sau đó là giờ đó. Hành động giá giữa 12 và 1. Sẽ có lúc có một sự vắng mặt của mức tương đối cao và hoặc tương đối mức thấp trong phiên buổi, và nó sẽ chỉ ở mức cao duy nhất, hoặc nó có thể tạo ra tương đối mức cao bằng nhau trong giờ ăn trưa đó thật hiếm, nhưng nó có thể xảy ra. Nhưng nếu không có mức cao tương đối bằng nhau, hoặc mức thấp trong phiên buổi sáng, tôi sẽ bầu chọn sử dụng mức thấp cao hơn trong giờ ăn trưa. Quy tắc rất đơn giản. Và nếu sự phục hồi sau thanh khoản của tế bào không ở mức được thanh lọc tạo ra sự dịch chuyển cao hơn và có khoảng cách giá trị như này thật lý tưởng. Được rồi, mục nhập. Nếu giảm giá được làm lại, nhưng đây là cách nó diễn đạt cho bạn. Đặt lệnh giới hạn ô ở mức cao nhất của mức chiết khấu thấp với khoảng cách giá trị hợp lý trên biểu đồ từ 5 phút đến 1 phút, bất cứ điều gì tạo nên khoảng cách giá trị hợp lý. Mức dừng lỗ được đặt ở mức thấp, mức cao nhất của khoảng trống giá hợp lý được sử dụng để thiết lập. Nếu tăng giá, được đặt theo lệnh giới hạn tại mức thấp của mức cao nhất của khoảng trống phe bay trên biểu đồ từ 5 phút đến 1 phút được hình thành. Nói cách khác, bất cứ nơi nào khoảng cách hiện công bằng hình thành, đầu tiên giảm từ 5 phút xuống 1, đó là cái bạn sẽ sử dụng. Mức dừng lỗ được đặt ở mức cao nhất của mức thấp chiết khấu phe bay gap được sử dụng để thiết lập. Chúng tôi đang đi dọc đoạn đường. Mọi người đã nói với bạn về logic chốt lời dễ dàng. Chúng tôi đang tìm kiếm lợi nhuận trong cuộc đua PDA đối lập. Điều đó nghĩa là gì? Chúng tôi đang xem xét liệu chúng tôi có lạc quan không. Hôm nay đã đu một chiếc xích đu thấp hơn để có được dưới mức cân bằng thành một chiếc khấu. Nếu chúng ta lạc quan, chúng tôi đang tìm kiếm một chuyến đi cao hơn trong ngày hôm nay, giá dao động trên mức cân bằng đỉnh PVA cao cấp. Các mục tiêu đang ở vị trí ngắn. Bất kỳ mức giá PDA chiết khấu nào bằng hoặc gần nhất dưới trạng thái cân bằng của phạm vi giao dịch. Dưới mức thấp của phiên trước. Dưới mức thấp của ngày hôm trước. Bên trong khoảng cách giá trị hợp lý hoặc khoảng cách giá trị có thể có nhiều cái ở dưới mức cân bằng. Theo bất kỳ ý nghĩa PDA arrays được đề xuất ở trên. Suggested PDA arrays. Meaning, if nếu có khoảng cách fair value gap dưới mức thấp của ngày hôm trước hoặc phiên hôm trước ở mức thấp hoặc cùng phiên trước đó. Còn một cái nữa tôi vừa đưa cho bạn nghe, nó không có trong văn bản ở đây. Bằng cách đó bạn có nhiều mục tiêu, bạn có thể làm từng phần được không? Nó một phần là một bộ kỹ năng mà bạn sẽ phải có được, và đó là một điều cá nhân độc đáo. Không có gì khó cả, và thế giới nhanh chóng sẽ phù hợp với từng người trong số. Vì vậy bạn phải ngồi xuống và tìm ra cái nào, quả treo thấp nhất dành cho bạn. Và hãy hài lòng với điều đó, và kinh nghiệm sẽ là người hướng dẫn về việc bạn sẽ phát triển như thế nào từ đó. Tôi hứa với bạn. Bạn sẽ nghĩ ra cách riêng của mình để làm, và ngay cả khi bạn giỏi về nó, bạn vẫn chưa thực sự hài lòng hoàn toàn, bởi vì bạn sẽ luôn nhìn thấy một loại
kinh nghiệm gửi tiền vào tài khoản của bạn, hiểu bạn đang làm gì và cách bạn điều hướng và kiếm lại lợi nhuận. Tôi đã thừa nhận với bạn một cách, đó là điểm yếu nhất của tôi khi là kẻ phản bội. Tôi không bao giờ hài lòng với người yêu cũ của mình và bạn đã thấy họ. Bạn biết đấy, trong đôi mắt của một giáo dân nó chắc thực phi thường. Nhưng với tôi, vì đã làm điều này 30 năm, tôi không hài lòng với nó. Vì vậy tôi luôn nỗ lực cải thiện điều đó. Sticking to the rules, but I'm always looking for ways that I can find a secret shortcut, if you will, to get to a better way of being consistently precision-oriented targets that deliver more accurately than I have. And I might not find it. It might not exist for me. You might find it for you. Bạn có thể tìm thấy nó cho bạn để nhắm tới nó. The targets on long positions. Các vị thế mua. Bất kỳ mảng PD cao cấp nào ở hoặc gần nhất ở trên trạng thái cân bằng của phạm vi giao dịch, trên mức cao nhất của phiên trước. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta giao dịch rõ ràng trong phiên tối, chúng tôi đang xem phiên họp sáng. Nếu chúng ta đang xem phiên sáng, chúng ta đang xem phiên họp tối ngày hôm qua. Vì vậy tôi đã không nói rõ điều đó sớm hơn, nhưng bây giờ mới làm. Trên mức cao ngày hôm trước, bên trong khoảng cách giá trị hợp lý hoặc khoảng cách giá trị hợp lý trên bất kỳ tia PDA nào được đề xuất ở trên. Vậy thứ chúng tôi đang tìm kiếm là thị trường đạt tới mức phí bảo hiểm cực cao, nơi có khoảng cách giá trị hợp lý, nơi có khối đơn hàng, nơi có những khoảng trống giá trị hợp lý mà tôi tồn tại ngoài phạm vi của phiên. Bạn đang giao dịch phiên ngày hôm trước và hoặc mức cao của ngày hôm trước, vậy là bạn đang thực sự đến được nơi có buy side, và bạn có thể phá vỡ phạm vi giao dịch và phải nhìn vào ngày hôm trước hoặc thậm chí ngày sau đó, tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường. Dự đoán món ăn ở đâu? Buổi sáng. Lúc 8 giờ sáng theo giờ miền Đông, tin tức thang máy embargo. Khi tin tức có tác động cao hoặc trung bình được phát hành, rõ ràng là bạn đã biết điều đó khi tôi được chia sẻ trên mô hình kênh YouTube. Lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, cũng đã được chia sẻ trên kênh YouTube. Lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông, sau 30 phút đầu tiên tình cảm được thiết lập, nghĩ bạn chỉ là một thôi nhé. Đôi khi nó sẽ nói cái điều tôi đang nói là nếu bạn đang tìm cách thiết lập, bắt đầu xem nó vào khoảng 8 giờ 30 phút. Nó có thể hình thành sớm. Sau đó lúc 9 giờ 30 phút, nếu nó chưa hình thành, nếu nó không hình thành vào lúc 9 giờ 30 phút, dao động của Juda ngay lập tức lúc 10 giờ, cửa sổ thời gian nó, sau đó bắt đầu săn nó lại. Biết bạn đang liên tục nhìn vào đồng hồ, và bạn đang đánh giá, nó đã hình thành chưa, nó đã hình thành chưa. Mỗi điều bạn đang trải qua, dự kiến nó sẽ hình thành lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông. Eastern time, after sau khi the first 60 phạm vi mở màn 60 phút đầu tiên được thiết lập, vậy là bạn có giờ giao dịch đầu tiên. Điều đó sẽ có ảnh hưởng trong suốt phần còn trong ngày và có thể cả phần còn lại của tuần. Gợi ý huyết nhẹ. Có thứ gì đó để bạn khai thác ngay tại đó. Vậy lúc 10 giờ 30 phút, nếu nó chưa hình thành, điều đó giống như cơ hội cuối cùng cho nó cho đến khi chúng ta đến 11 giờ sáng, mở giờ chuẩn miền Đông. Và những ngày trong tuần có điều kiện cho sự đảo chiều của đó sẽ là thứ năm và thứ sáu. Vì vậy những lời nói, tôi không thực sự hào hứng với việc thiết lập lúc 11 giờ, trừ khi đó là thứ năm, thứ sáu và chúng ta có thể gặp phải tình trạng TGIF, nơi nó quay trở lại trong phạm vi hàng tuần, hoặc chúng ta đang xem xét sự đảo chiều của thị trường trong dài hạn. Nó đã lên đến một cơ hội bán khống trong khung thời gian của chúng tôi và lâu dài. Khung thời gian chúng tôi đang tìm cách đi xuống thấp hơn. Tôi có thể sử dụng thời điểm 11 giờ đó để đồng bộ hóa với những gì đang diễn ra. Được nhóm chúng tôi gọi là London giờ đóng cửa. Vì vậy có rất nhiều yếu tố xử lý 11 giờ đó như một sự đảo ngược thị trường. Vì vậy nếu nó được thiết lập lúc 11 giờ, rất có thể là không phải lúc nào, rất có thể nếu đó là ngày trong tuần, thứ năm hoặc thứ sáu, đó có thể là một hồ sơ đảo chiều thị trường đang diễn ra và sau đó dẫn vào TGIF. Phiên họp chiều. Lúc 1 giờ 30 phút giờ miền Đông, khi khối lượng bữa trưa ở New York hoàn thành, và Violet cho đến khi trở lại vào ngày hôm nay đã được chia sẻ trên kênh YouTube. Lúc 2 giờ giờ miền Đông, khi xu hướng phần mềm bắt đầu xuất hiện và tiềm năng dừng lại, cũng có thể bị thanh lọc nên giờ ăn trưa cũng dừng lại.
lúc 2 giờ 30 phút chiều theo giờ miền Đông, khi 2 giờ giao dịch cuối cùng bắt đầu. Bài phát biểu trong phiên giao dịch ở New York. Lúc 3 giờ chiều theo giờ miền Đông, giờ giao dịch cuối cùng trong ngày kết thúc ở New York. Và 3 giờ 30 phút giờ miền Đông, thị trường trong điều kiện đóng cửa bắt đầu. Hai cái cuối cùng này, nếu bạn là một người rất, người giao dịch lướt sóng rất thành thạo, và bạn đang làm việc với 30 giây biểu đồ một phút, bạn có thể tìm thấy thiết lập này gần như mỗi ngày. Trong giờ giao dịch vừa qua, sẽ yêu cầu độ chính xác cao và sự nhanh nhẹn mà có lẽ hầu hết các bạn chưa có. Nhưng đó là điều bạn có thể quan tâm và nghiên cứu nhé. Tôi thực hiện rất nhiều giao dịch siêu ngắn hạn. Trong giờ cuối cùng giao dịch trên các tính năng chỉ số. Và theo nghĩa đen là có rất nhiều. Giá nổ tuyệt vời. Các động thái hành động xảy ra trong giao dịch giờ cuối mà tôi cũng đã gợi ý trên kênh YouTube. Nhưng đây là những yếu tố hướng tới. Phá vỡ ngày của bạn. Rõ ràng là bạn sẽ không có được mỗi một trong số này. Bạn đang làm việc cả ngày và nói được 8 giờ 30 tôi rất mong được thiết. Nếu nó không được, tôi đang đợi 9 giờ 30 phút. Lúc 9 giờ 30 phút tôi đang thì tôi sẽ đợi đến 10 giờ. Vì vậy nó mang lại cho tôi những gì? Sự kiên nhẫn tôi đang chờ đợi. Thuật toán chìa khóa tắt của thời điểm này. Những khoảng thời gian này dựa trên những gì tôi đang cho bạn xem ở đây. Bây giờ với bất cứ điều gì khác tôi đã dạy bạn. Với lý thuyết thuật toán, đây là những lúc rất cụ thể đối với các tính năng chỉ mục và những gì nó đang dựa vào được rồi, về lý do tại sao hoặc chất xúc tác đằng sau nó là gì, không phải lời mời giao dịch. Mỗi lần, mọi khoảng thời gian đều bắt đầu ổn. Không phải là bạn sẽ nhận được cái gì 5 thiết lập vào buổi sáng và 5 thiết lập vào buổi chiều. Đừng nghĩ về nó như thế. Nghĩ về nó là bạn đang tìm kiếm cái đó. Một thiết lập tốt đang hình thành cho mỗi phiên, tương ứng là sáng hoặc chiều. Nhưng bạn đang tìm cái đó. Thiết lập lựa chọn phù hợp với xu hướng của bạn. Nó rõ ràng phù hợp với câu chuyện trong ngày. Bạn đang tìm kiếm bên trong hồ sơ phạm vi hàng tuần mà bạn đang nghiên cứu. Và mọi thứ đều có ý nghĩa để nó chạy đến một mức giá cụ thể. Nó là một mặt không dễ để làm được điều này. Thiết lập đi theo hướng khác về mặt phân tích. Vậy là bạn có sự phiến diện, khả năng cao đó. Sử dụng những yếu tố thời gian này để điều đó giúp bạn tốt hơn một chút để chọn thiết lập của bạn. Và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Và rõ ràng, nó không gãi ngứa nếu bạn chưa bao giờ thực sự nghiên cứu, nếu bạn chưa bao giờ trải qua 41 video trên kênh YouTube với cố vấn miễn phí năm 2022. Nhưng tôi hứa nếu bạn chưa làm, nếu bạn trải qua và bạn quay lại vấn đề này, mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác về mô hình đó. Hy vọng bạn thấy điều này sâu sắc. Đến lần sau, hãy an toàn nhé.